Mình xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Hy vọng quý vị và các bạn có những cái thông tin thật là hữu ích. Và mình xin kính chúc cho quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng anh chị và các bạn một cái căn nhà đang kêu bán nha các bạn. Thì cái căn nhà này hiện tại người ta kêu giá là 900.000 đô. Đó, các bạn nhìn thấy ở cái thành phố Garden Grove của tây bang California. Căn nhà rất là đẹp các bạn. Xung quanh thì nhìn cũng rất là rộng rãi ha. Ở đây là ở phía trước nhà, ở cái hiên nhà nè các bạn. Người ta làm cái mái nhà này ha, rất là đẹp. Rồi mình đi vòng vòng qua đây ngàn vòng cho các bạn xem ha. Đây là ở phía trước nhà nè, hàng xóm nè các bạn. Các bạn nhìn ở phía trước hàng xóm thì những con đường nè ở phía trước rất là đẹp. Này là ngoại đường trước nhà nè các bạn, nhà đẹp quá các bạn ha. Cái khu vực này rất là đẹp. Đi ra phía sau đây coi có đủ để mà ra phía sau cho các bạn coi nha. Đây là ở trong cái phòng ở trong. Cái này là cái chỗ nhà, cái bên hiên nhà, bên hông nhà người ta để đồ lặt vặt thôi các bạn. Này giá căn này là 900.000 đó các bạn. 900.000 đô la đó, cỡ khoảng như tiền Việt Nam ta, cỡ khoảng 20 tỷ tiền Việt Nam. Thì đây có một cái cây ha các bạn ha, ở trước nè. Ở trước cái nhà có một cái cây này, mình không biết cây này cái gì đây, đẹp quá. Có cái cây ở trước nhà về lý tưởng quá ha các bạn. Có cái đồ đi tập thể dục. Ở ngay trước nhà luôn ha, có một cái bóng cây rất là mát mẻ, thích ghê không các bạn. Nhà hàng xóm xung quanh nè, rất là đẹp ha, mát mẻ, có cái cây này là mình thích rồi nè. Nhà giá 900.000 đô tương đối là bình thường các bạn. Này là 3 phòng ngủ nha các bạn, nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, giá 900.000 đô la. Thì nhà bếp và nhà vệ sinh đồ tương đối cũng rộng rãi. Mà bữa trước mình có ghé đây rồi, mà tại vì hôm nay thì bạn nhìn thấy bên trong của cái căn nhà ha, sân trong à. Đó, sân ở bên trong nè các bạn. Rồi, nó vòng ra phía sau cũng rộng nha các bạn. Thì mình chỉ cho các bạn xem phía trước thôi nha. Bữa nay tại vì cái chị mà chỉ mở cửa đó, thì bữa nay chị không có ở đây, cho nên mình chỉ chia sẻ quay cho các bạn xem thôi nha. Các bạn nhìn thấy cái cây này rất là đẹp rồi các bạn. Ôi, trước cửa nhà, trước sân nhà luôn mà có một cái cây này nữa. Mua cái nhà này trưa ra đây ngồi ha, có cái võng đưa đưa ngủ mà mát luôn nè ha. Sân phía trước tương đối rộng rãi ha các bạn, thoáng mát ha, sân sau cũng rộng ha. Ở phía sau có một cái sân rộng nữa nha các bạn. Rồi tại hôm nay mình không có vào bên trong được ha. Cái cảnh người ta làm ở phía trước nhà nè, cái hiên nhà nè, rất là đẹp ha, sáng sủa sạch sẽ, ngay cái ngã ba đường luôn. Ngay ngã ba đường luôn nè. Xung quanh hàng xóm đồ cũng xung quanh hàng xóm đây cũng có người Việt Nam ở gần đây nè. Các bạn nhìn thấy con đường nè, đường trước nhà này nhìn đẹp các bạn ha. Chạy chút xíu là ra đường chính luôn ha các bạn ha. Đây là nhà hàng xóm kế bên ha.
có một số vài người Việt Nam ở vòng vòng trong cái khu này nữa nha các bạn. Đây là xung quanh các bạn sẽ nhìn thấy có một vài người Việt Nam ở đây nữa các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, nhà cửa ở Mỹ giá nó mắc lắm các bạn, và nhất là ở cái tiểu bang California này nhà rất là mắc tiền các bạn. California là một trong những cái tiểu bang mà nhà tương đối vô cùng là mắc. Giá nhà ở đây nó gấp 3-4 lần giá một cái nhà ở những cái tiểu bang khác. Thí dụ như tiểu bang Texas, tiểu bang về Oklahoma hay là Ohio, những cái tiểu bang đó nhà tương đối nó rẻ hơn rất là nhiều hơn các bạn ha. Hay là Minnesota, hoặc là một số tiểu bang rất là nhiều tiểu bang thì nhà tương đối giá nó rẻ hơn tiểu bang Cali rất là nhiều. So với thị trường nhà đất trên toàn nước Mỹ thì tiểu bang Cali, New York là một trong những cái thị trường mà nhà tương đối rất là mắc và đứng đầu nước Mỹ nha các bạn. Mình rất là thích cái cây này các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Ở ngay trước nhà, ngay trước sân nhà có cây này ha. Trưa nắng ra ngồi đây hả? Ăn uống rồi ha, ngồi ngay đây nè. Ăn uống. Có nhân cái võng đây nữa ha, có cái võng này nữa, nằm quá lý tưởng luôn. Ăn uống nằm đây chơi quá mát luôn. Này cái sân này có thể đậu được tổng cộng 4 chiếc xe. Trong gara là 2 chiếc ha. Có thể đậu được 4 chiếc xe, trong gara 2 chiếc, ở ngoài sân 2 chiếc là 4 chiếc đó các bạn. Nhà nếu mà 4 người có 4 chiếc xe thì có thể đủ chỗ để đậu thôi các bạn ha. Phía sau thì sân tương đối cũng rộng, ở phía sau nhà cũng rộng. Nhà này đẹp chứ ha. 900 ngàn, và nhà này họ sửa lại rồi đó các bạn. Nếu như mà cái căn nhà này mà các bạn mua lúc mà họ chưa sửa đó, có thể nó sẽ, giá nó sẽ rẻ hơn được khoảng vài chục đến cả trăm ngàn. Thì cũng như cái video lần trước mình có chia sẻ với các bạn, khi mà các bạn mua nhà đó, mà các bạn mua được một cái căn nhà thí dụ như nó còn cũ, thường là khi mà đi mua nhà đó mà người ta hay nhìn, ai đi mua nhà cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi. Mình đi mua nhà, mình vô mình thấy căn nhà nó mới đẹp, người ta mới làm xong mà nó tiện nghi quá, tất nhiên ai cũng thích hết, nhìn là mình thích liền đúng không? Nhưng mà khi mà người ta sửa xong rồi á, người ta nâng cái giá lên nó cao lắm. Còn nếu như các bạn đi mua nhà, các bạn lựa những cái căn nhà cũ, nói chung là miễn sao cái thiết kế của nó đẹp, những cái căn phòng của nó mình vừa ý mà nó cũ, mình vẫn mua nha các bạn. Nếu mà giá tốt thì bạn nên mua những căn nhà mà nó còn cũ, nó cũ mình mua về rồi mình sẽ sửa chữa lại thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho các bạn. Chẳng hạn như thí dụ như thì lần trước mình có chia sẻ các bạn rồi đó, khi mà họ sửa xong cái căn nhà thì họ nâng giá căn nhà lên rất là cao và mình sẽ trả cho cái tiền đó hết các bạn ha. Mình là người mua nhà thì mình sẽ chi trả cho cái số tiền mà họ đã sửa chữa cho căn nhà đó, cho nên mà họ ăn lời trong đó nữa. Thì tất nhiên khi mà mình mua một căn nhà cũ mà mình sửa chữa, mình tự sửa chữa lại thì lúc nào mình cũng có lợi hơn, mình tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn. Và đồng thời mình chọn lựa được những người thợ tốt nữa, họ làm nhà mình nó có nó chất lượng hơn các bạn. Còn nhiều khi những cái người mà họ kinh doanh nhà cửa thì họ sửa lại, tất nhiên nhiều khi những cái người thợ đó thì mình đâu có biết được họ chọn những người thợ nó có tốt hay không, phải không? Nhiều khi họ sửa nhanh để họ đỡ tốn cái công, thì họ sẽ lời nhiều hơn. Thì nhiều khi cái người thợ họ mướn không có được chất lượng cho lắm, làm việc không có được tốt lắm cho cái căn nhà. Họ sửa chữa nhiều khi làm ẩu, không có được kỹ lưỡng, nhiều khi nhà mình nó mau hư. Thì đó là một trong những lý do tại sao khi mà mình mua nhà, nhất là ở Mỹ, thì các bạn nên nếu mà mình chọn lựa được một cái căn nhà nói chung có cái thiết kế căn nhà đó tương đối nó đẹp rồi, thì mình tương đối là nó vừa ý mình rồi đó,
thì các bạn nên chọn một căn nhà, nếu mà giá tốt thì chọn một căn nhà còn cũ, vẫn còn cũ chưa có sửa chữa, thì mình mua giùm sửa chữa thì mình tiết kiệm rất là nhiều tiền nha các bạn. Rồi mình xin tạm biệt quý vị và các bạn ở đây. Và sẵn đây mình cũng có một cái thông tin chia sẻ với quý vị các bạn, là mình chuyên lo về hồ sơ bảo trợ về tài chính cho cái người Việt ở Mỹ mà đang bảo lãnh người thân ở Việt Nam qua Mỹ định cư mà không đủ về mặt tài chính, cần người bảo trợ. Và mình cũng gọi là người cô sai đó các bạn, cũng như là ví dụ như bạn đang bảo lãnh cho một người thân, bảo lãnh cho gia đình người thân ở bên Việt Nam qua Mỹ để định cư, nhưng mà vì cái công việc hay gì đó mà cái về tài chính của bạn không có đủ cái income, không có đủ thu nhập á, để mà bạn làm hồ sơ bảo lãnh cho cái người đó trong cái thời gian người đó chuẩn bị đi phỏng vấn, thì để bạn bổ sung cái hồ sơ cho đại sứ quán Mỹ thì bạn cần phải có người bảo trợ tài chính, tức là người cô sai á, thì mình chuyên lo về hồ sơ về cái bảo trợ tài chính nha các bạn. Và mình cũng là người bán vé máy bay về Việt Nam cho tất cả kiều bào ở Mỹ về Việt Nam với giá rất là rẻ, bao rẻ nhất nước Mỹ luôn. Rồi nếu anh chị, quý vị và các bạn nào có nhu cầu là cần người bảo trợ để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, thứ hai là cần mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ, thì hãy liên hệ với mình. Tên là Hằng Phan, và về cái số điện thoại mình có để trên cái video của mình ha, là số điện thoại là 714-244-8834. Thì mình xin kính chúc cho quý vị anh chị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc bên tất cả người thân và bạn bè. Và mình xin chào tạm biệt quý vị và các bạn ở đây. Nếu anh chị, quý vị và các bạn cảm thấy video mình có ích cho tất cả mọi người thì vui lòng hãy chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn quý vị và anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn. Bye bye.